Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, ông Jean Bernard Binatel, một tướng Pháp đã nghỉ hưu nhận định, cuộc phản công của Ukraine chắc chắn sẽ thất bại vì quân đội Nga có lợi thế hơn đối phương về mọi mặt. Tôi hoàn toàn không tin cuộc phản công của Ukraine sẽ thành công. Nga có ưu thế đáng kể trên không và họ cũng có lợi thế trên mặt đất. Ngay chính Ukraine cũng thừa nhận họ bắn 4.000 quả đạn mỗi ngày, trong khi Nga bắn 20.000 quả. Ông Binatel, chuyên gia về Nga và Trung Đông cho biết. Vị tướng này cũng cho rằng tỷ lệ thiệt hại về thiết bị và nhân sự của Ukraine sẽ cao gấp 5 lần so với Nga. Theo ông, Kiev đang gặp trở ngại nghiêm trọng do thiếu nguồn nhân lực. Những gì chúng ta đang chứng kiến hôm nay là cuộc đối đầu giữa một cường quốc hạt nhân và một quốc gia được Mỹ và phương Tây hỗ trợ, nhưng không có tiềm năng nhân lực và kỹ thuật đáng kể. Tôi không nghĩ rằng bất lợi lớn nhất mà Ukraine phải đối mặt là số lượng thiết bị quân sự quá nhiều, nhưng không phải lúc nào cũng có chất lượng cao, bởi phương Tây cung cấp cho Kiev nhiều thiết bị lỗi thời. Lỗ hổng lớn nhất của Ukraine là con người, họ thiếu nhân lực, ông Pinatel nói. Ông Pinatel tin rằng nếu NATO không can dự trực tiếp vào cuộc xung đột, việc Ukraine thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Chính sách kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine của phương Tây chỉ dẫn đến nhiều thương vong hơn. Vị tướng về hưu của Pháp cho rằng các cuộc thảo luận về việc hỗ trợ ukraine cho đến khi nước này giành chiến thắng là hoàn toàn ngu ngốc và vô nghĩa tuy nhiên mỹ và châu âu không quan tâm vì mục tiêu chính của họ không phải là chiến thắng của ukraine mà là sự suy yếu của nga